Vào ngày 10 tháng 7 tới đây, giải hạng nhì quốc gia sẽ khởi tranh. Là đội bóng rớt xuống từ giải hạng nhất, Phù Đổng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho một trong ba suất thăng hạng ở giải hạng nhì năm nay. Đây cũng là mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trung Kiên hướng tới và được khẳng định trong buổi lễ xuất quân mới đây. Câu lạc bộ Phù Đổng đã có sự chuẩn bị nghiêm túc hướng tới mùa giải mới. Ngay giữa tháng 12 năm ngoái, toàn đội đã tập trung ổn định lực lượng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên kế hoạch tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trung Kiên bị gián đoạn. Phải tới đầu tháng 5, các thành viên câu lạc bộ mới hội quân trở lại. Hiện nay thì năm nay thì bổ sung hơn 10 cầu thủ vào cái đội hình của năm ngoái, nhưng tất cả các cầu thủ đấy thì cũng có những cầu thủ có kinh nghiệm từ trên V-League xuống, chẳng hạn như Văn Thuận thì cũng hết hợp đồng của Bình Dương, hay là Phạm Văn Quý cũng là cầu thủ hết hợp đồng của Dược Lam Hà Nam Định, hay là những tiền đạo như Đức Tài của Bình Dương trước, rồi các cầu thủ trẻ của các lò đào tạo như Nghệ An, Thanh Hóa hay Hà Tĩnh thì chưa đáp ứng được với đội 1 của đội V-League, thì về đây cũng đang tạo điều kiện và rất hỗ trợ cho Phù Đổng. Theo kết quả bốc thăm, Phù Đổng rơi vào bảng A với những đối thủ hứa hẹn không hề dễ chơi như Phú Thọ hay PVF. Họ sẽ phải đá vòng loại từ ngày 10 tháng 7 để giành một trong hai tấm vé vào vòng chung kết gặp những câu lạc bộ tại bảng B, qua đó hướng tới mục tiêu là một trong ba đội có thành tích tốt nhất để góp mặt tại giải hạng nhất quốc gia vào năm sau. Cũng trong ngày 26 tháng 6, hệ thống phòng tập EMS 25 Fit đã khai trương chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội. Đây là chuỗi phòng tập hiện đại, sử dụng công nghệ EMS, một phương pháp kích thích xung điện, nhằm kích hoạt đồng thời và đồng đều các bó cơ trong cơ thể, qua đó giúp người tập có thể đạt được kết quả tốt chỉ trong vòng 25 phút. Cũng trong buổi khai trường, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sau khi tự mình trải nghiệm đã bày tỏ sự hứng thú, cũng như đánh giá cao phương pháp tập luyện này của 25 Fit.